Hello chào các bạn, chủ nhật nha. Đơn tủ full khay của anh khách. Bây giờ mình chở đi bãi sẵn, mình gói giao anh luôn nha. Bây giờ gói xong rồi để lên xe. Xe đi bãi xong mình ship vào cho anh nha. Đơn full khay, 7 khay nha. 2, 4, 6, 7 khay nhựa cộng 1 khay nhôm là 8 khay. Hàng loại 1, 8 khay. Hàng limited nha. À, cảm ơn khách Hồ Chí Minh. Rất là chịu chi, rất là chịu chơi. À, full khay. Full khay bây giờ cũng khá hiếm các bạn. Khay lựa khay đẹp nha, full khay. Đó, cái này mà đựng giày cho chị em thì hết. Hết chê nha, khỏi chê luôn. Đựng giày, đựng đồ hoặc là buôn bán ha. À, với một cái tủ như vậy. Các bạn có thể làm quà nha, làm quà tặng. À, ví dụ như khởi nghiệp ha. Buôn bán đẩy hàng các kiểu. À, full khay tủ máy bay, full khay xài bền bỉ vô máy bay. À, đẩy nhẹ nhàng có thắng. Ok, đã xong.